Vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship 2023 giải đấu gôn chuyên nghiệp ứng dụng công nghệ mô phỏng tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 19 đến 20 tháng 8 năm 2023 tại Golf Zone Park Grand Plaza, Hà Nội. 24 vận động viên chuyên nghiệp và 6 vận động viên nghiệp dư người Việt sẽ so tài để chia tổng giải thưởng trị giá 600 triệu đồng trên sân đấu giả lập Phoenix Championship Course. Sự kiện vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship hứa hẹn sẽ mang đến cuộc đối đầu sống động giữa những golfer chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và những tài năng mới, tiềm năng với nhiều khả năng bất ngờ. Trong đó, có sự tham gia của những vận động viên đang dẫn đầu VFSVGA Tour năm 2023 như Trương Chí Quân, hạng nhất, Trần Văn Hoàng, hạng 13, Hồ Khắc Luận, hạng 20, Đào Văn Hoàn, Nguyễn Tuấn Kiệt và nhiều tên tuổi khác. Sân đấu gôn giả lập tại vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship 2023 hứa hẹn mang đến những màn trình diễn thú vị và đầy bứt phá. Các golfer hàng đầu sẽ cùng đối đầu với những vận động viên có thành tích ấn tượng trong vòng loại như Lò Anh Văn, -7, Lê Anh Đức, -3, Trần Văn Nghĩa, -3, cùng với Văn Thanh Bình, Lanh Nghiệp Long có kết quả, -4, từ vòng loại. Với không phân biệt theo giới tính, sự kiện vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship 2023 sẽ chứng kiến 03 vận động viên nữ chuyên nghiệp là Hana Sùng Thị Sú, Lucy Hoàng Thị Hường và gương mặt gạo cội Vũ Thị Vân đối đầu trực tiếp với 27 đối thủ nam tại chung kết để cạnh tranh cùng 01 chức vô địch và 01 bảng chia thưởng. Với giải thưởng vô địch trị giá 120 triệu đồng, sự kiện này đang thiết lập tiêu chuẩn mới cho golf chuyên nghiệp nữ tại Việt Nam. Sân golf Champion thuộc Phoenix Golf Resort với thiết kế sâu đấu par 72 và dài 7,480 yard, được chọn là sân đấu giả lập, khó nhằn, cho vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship 2023, mang đến những thách thức đầy hứng thú cho tất cả golfer tham gia.